Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban bầu cử một số huyện thành phố đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sự hội nghị tại thành phố Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ đúng pháp luật. Toàn thành phố có trên 85.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ gần 99,40% trên tổng số cử tri, bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 31 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 395 trên 400 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử của thành phố Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, thành phố cần chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp. Các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay thực hiện chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị địa phương. Cũng trong buổi sáng, thành phố Hưng Yên đã tổ chức hội nghị phát động thực hiện đợt cao điểm ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và đã tiếp nhận được 700 triệu đồng từ hơn 30 doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân.